Trần Công Tiến, Tiến sĩ triết học, sang bờ bên kia, Nam, Trung Dung. Vì dê ố này nói về Trung Dung. Đoạn 1. Trung Dung là gì? Trung Dung viết, Thầy Trình Tử nói rằng, không thiên lệnh gọi là Trung, không thay đổi gọi là Dung. Trung là con đường ngay của thiên hạ, mọi người, Dung là cái ly định săn của thiên hạ. Trung Dung là sự không thiên lệnh được lấy làm định lý dựa vào câu nói này chúng ta có thể hiểu được đạo trung dung đạo được gọi là đạo trung dung là tiếng dùng nhấn mạnh rằng đạo trung phải là định lý của con người tại sao dung lại nói lên định lý vì dung có nghĩa là thường trực không thay đổi định lý là cái lý không thay đổi trung dung là cái lý hay đạo không thay đổi hay có giá trị cho mọi người nhưng thế nào là trung Trung là không thiên lệch và không thiên lệch thường được cắt nghĩa là ở giữa. Nhưng thế nào là ở giữa? Trung dung ghi, khổng tử nói, đạo trung dung chẳng thi hành được, ta biết vậy rồi. Ấy vì người trí thì thái quá, còn người ngu thì chẳng kịp. Đạo chẳng sáng tỏ ra được, ta biết vậy rồi. Ấy vì người hiền thì thái quá, còn người thường thì chẳng kịp. Trung là không thái quá và cũng không bất cập. Trung như vậy nói lên một nội dung của đạo. Nội dung đó là gì? Đoạn 2. Các nghĩa truyền thống về Trung Dung. Trung Dung là một quan niệm đã có trước khổng tử từ lâu, có người kể tới 1.700 năm. Thông thường Trung Dung được hiểu là ở giữa hai thái cực, không thái quá, không bất cập, chẳng kịp, không tới, không chênh lệch về phía nào. Sách mạnh tử ghi, dương tử giữ thuyết vì mình, Nổ một sợi lông mà lợi cả thiên hạ, cũng không làm. Mặc tử có thuyết yêu mọi người, dù mòn nát tấm thân tử đỉnh đầu tới góp chân mà lợi thiên hạ, cũng làm. Tử mạc giữ lấy thuyết chung. Với thuyết chung, ông gần với đạo. Nhưng nếu giữ chung mà không biết thay đổi theo hoàn cảnh, ông cũng giống như hai ông kia chỉ có một quan điểm. Ta sở dị ghét kẻ giữ một quan điểm, vì kẻ đó làm hại đạo kẻ đó lấy một bề mà bỏ trăm bề câu nói trên của mạnh tử chỉ rõ chung là ở giữa hay không thiên lệnh về một bên sách luận ngữ ghi tử cống hỏi anh sư và anh thương ai hơn khổng tử đáp sư thái quá còn thương bất cập lại hỏi như vậy là anh sư hơn đáp thái quá cũng như bất cập thái quá là thái quá về đạo đi vào đạo quá và bất cập là bất cập về đạo, chưa đạt tới đạo. Đoạn trên nói cũng nói rõ ràng chung là ở giữa, không thiên lệch về một bên, không thái quá mà cũng không bất cập. Thành ra để đạt tới chung, vấn đề là xác định được hai thái cực. Làm thế nào để biết được điểm nào là thái cực? Một, Người ta thường dựa vào những thói tục thông thường để định thái cực. Như thí dụ về dương tử và mặc tử ở trên, chỉ lo cho mình mà bất xét thiên hạ là một thái cực, chỉ lo cho người mà bất xét mình là một thái cực khác, vừa lo cho thiên hạ và vừa lo cho mình là chung. Nhưng làm thế nào để vừa lo cho mình vừa lo cho người? Lấy một thí dụ khác, giàu mà bùn xỉn là một thái cực, nghèo mà hoang phí là một thái cực, giàu mà không bùn xỉn và nghèo mà không hoang phí là chung. Nhưng thế nào là giàu mà không bùn xỉn và nghèo mà không hoang phí? Thế nào là bùn xỉn và thế nào là hoa phí? 2. Người ta cũng dựa vào những kinh nghiệm thông thường về các biến chuyển của sự vật. Trăng tròn rồi lại khuyết, mặt trời mọc rồi lại lặn, vật nóng rồi lại lạnh. Vật xem ra đi đến một cực rồi lại quay trở lại, vật cùng tác biến. Dương nhiều quá thì âm sinh và âm nhiều quá thì dương sinh. Vật xem ra luôn đi tìm một thế quân bình, một chỗ chung chung là điểm giữa của hai cực đối nghịch. Chung là điểm quân bình của hai cực đối nghịch. Chung là điều độ. Chung là chỗ hòa của hai cực đối nghịch. Vật biến chuyển là đi tìm chỗ chung, chỗ hòa. Nhưng chúng ta cũng nên ghi nhận rằng vật cứ biến chuyển luôn, tức chúng không bao giờ tìm thấy chỗ chung, chỗ hòa. Đó là quan niệm thông thường về chung. Chúng tôi sợ rằng đó không phải là quan niệm mà Khổng Tử nhắm nói tới. Hay nếu quan niệm đó đúng với chung mà khổng tử nhắm nói tới thì chỉ là một tình cờ mà thôi. Đoạn 3 Trung dung dưới ánh sáng của hai bờ. Người chi là người biết đạo. Người biết đạo tại sao lại bị phê là thái quá. Chúng ta đã nói rằng có hai thực thể, đạo và sự vật xét như là vật chất. Đạo xuất hiện ra nơi vật chất. Như vậy chữ sự vật có hai nghĩa, sự vật xét như vật chất và sự vật xét như vật chất cộng với đạo thông thường người ta dùng sự vật theo ý nghĩa thứ nhất nhưng sự vật theo ý nghĩa thứ hai là cái mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày người trí là người nhìn thấy đạo nhưng người trí có khuynh hướng thái quá này cho đạo là tất cả và quên mất sự vật nhưng đạo chỉ xuất hiện ra nơi sự vật nếu quên mất sự vật thì lấy gì cho đạo thi hành được cũng vậy đối với người hiền nếu quên mất sự vật thì lấy gì cho đạo sáng tỏ ra người ngu và người thường không biết tới đạo trung dung như vậy là không nhiều đạo mà quên mất sự vật và không chỉ có sự vật mà quên mất đạo đạo và sự vật phải hòa hợp với nhau thiên lệch như vậy nhắm nói thiên lệch về đạo quá hay về sự vật quá cả hai thiên lệch đó đều sai ở giữa là ở giữa đạo và sự vật chí quá hay hiền quá có thể làm hại cho đời nhưng đạo đến để trang điểm cho đời để làm cho đời vui vẻ để mang lại an lạc cho đời quân tử là người giữ đạo chung và tiểu nhân là người không giữ đạo chung giữ được đạo chung là giữ chẳng hạn đức nhân không giữ đạo chung là không giữ chẳng hạn đức nhân khổng tử nhìn thấy đạo chung dung rất cao viễn tuy nhiên ông cũng nhìn thấy người ta không theo nổi đạo ấy khổng tử nói đạo trung dung cao viễn hay. có ít người giữ được đạo đó khổng tử nói tôi đạo người ta không theo không giữ nữa rồi tuy nhiên vì đạo đã luôn xuất hiện ra dù đồng thời ẩn giấu với mọi người cho nên không hoàn toàn đúng nếu nói rằng người ngu và người thường không biết tí gì về đạo ấy vì đạo cao viễn nên thánh nhân và người trí cũng không biết hết đạo ấy trung dung ghi đạo quân tử cao xa nhưng ẩn giấu dẫu người ngu cũng dự biết chút ít về đạo ấy còn đến chỗ cùng tột dẫu thánh nhân cũng chẳng biết hết cho nổi khổng tử là một trong bốn tác giả của kinh dịch kinh dịch bắt đầu với quẻ trời và quẻ đất theo khổng tử trời là nguồn gốc của sự thiện sự thiện hay cái hiền thánh là nguồn gốc của đạo như cư ngụ bình an đất là biểu tượng của bờ vật chất đất phải theo trời đất phải theo trời có nghĩa là gì đất phải bỏ những cái ác của nó mà theo sự thiện của trời kinh dịch không hủy bỏ đất quẻ thái hòa gồm quẻ đợn đất ở trên và quẻ đơn trời ở dưới chính khi trời và đất giao hòa với nhau mà thái hòa xảy ra ngay từ đầu của tác phẩm Kinh dịch đã nói lên đạo Trung Dung, không thiên lệnh về trời và cũng không thiên lệnh về đất. Đoạn 4. Trung Dung nơi con người. Ý niệm nét gấp đôi rất quan trọng. Nếu người ta không có một cái nhìn rõ rệt về nét gấp đôi, người ta khó có thể có một quan niệm sáng tỏ về Trung. Chúng ta đã nói nét gấp đôi chỉ hai lãnh vực khác nhau, đạo và sự vật, vật chất. Nét gấp đôi cũng nói rằng đạo và sự vật, vật chất đều xuất hiện ra với con người mạnh tử nói rằng các giác quan nhận thức về sự vật và tâm nhận thức về đạo chúng không phải điểm giữa của hai cực đối nghịch chung là sự hòa hợp giữa đạo và sự vật vật chất tư tưởng của khổng tử được coi là không đi đôi với tư tưởng của lão tử vì lão tử xem ra đi vào đạo mà bỏ rơi vật chất khổng tử không bỏ rơi vật chất ông đi tìm sự quân bình giữa đạo và vật chất nét gấp đôi cũng nói rằng đạo cần có vật chất như là nơi xuất hiện của đạo, không có vật chất, đạo không có chỗ xuất hiện ra. Người ta hay nói đến xuất thế của lão tử và nhập thế của khổng tử. Lão tử xuất thế là lão tử bỏ thế giới vật chất đi vào đạo. Khổng tử nhập thế là khổng tử đem đạo vào thế giới vật chất. Xét theo nét gấp đôi, khổng tử gần chân lý hơn lão tử. Tuy nhiên nếu biết nhìn lão tử, ông cũng chẳng khác nhiều với khổng tử vì con người hàng ngày chìm đắm trong thế giới vật chất và quên mất đạo lao tử muốn người ta xuất khỏi sự chìm đắm trong thế giới vật chất xuất khỏi sự chìm đắm trong thế giới vật chất không có nghĩa là bỏ thế giới vật chất lao tử chủ trương ra khỏi sự chìm đắm trong thế giới vật chất và ông không chủ trương bỏ thế giới vật chất ông nói đến sống thảnh thơi với đạo ngoài sự chìm đắm trong thế giới vật chất nhưng ông không nói đến sống thành thơi với đạo ngoài thế giới vật chất lao tử không nói đến sống thành thơi với đạo trong thế giới về sau ông nói sống thành thơi với đạo trong thế giới này tuy nhiên so với khổng tử ông không đi tìm những nguyên tắc cho sự sống thành thơi với đạo trong thế giới này làm như theo ông khi người ta nhìn thấy đạo người ta sẽ được đạo hướng dẫn đạo và vật cùng xuất hiện ra với con người nhưng con người thường nhật chỉ nhìn thấy vật mà quên mất đạo nếu chỉ có vật mà thôi thì quả thật vật là đáng quý nếu vật là đáng quý thì càng có nhiều vật càng tốt vì thế con người thích có nhiều vật đó là lòng dục của con người dục như vậy không có gì đáng xấu cả nếu chỉ có vật thì có nhiều vật đương nhiên tốt hơn là có ít vật tình thiền danh vọng không có gì là xấu cả thế giới kỹ thuật hay thế giới vật chất ngày nay là thế giới của tình tiền danh vọng đạo chỉ là một làn hơi đang tan biến đi khổng tử nhìn thấy ngoài vật còn có đạo ông cũng nhìn thấy đạo cấu tạo nên yếu tính của con người tại sao lại nói đạo cấu tạo nên yếu tính của con người mạnh tử nhấn mạnh rằng không có đạo thì con người chẳng khác gì cầm thú bao nhiêu đương nhiên một người có thể chọn sống như cầm thú tuy nhiên các thánh nhân nhìn thấy đạo và muốn giao giảng đạo cho con người nếu không có đạo không có chân lý thì chúng ta còn gì để sống con người dùng các giác quan hay thân thể để tương giao với sự vật và dùng tâm để tương giao với đạo tâm để tương giao với đạo này thường được gọi là lương tâm hay lương tri người ta hay nói đến thế giới tinh thần và thế giới vật chất tinh thần là nói về đạo mạnh tử nói đến đại thể và tiểu thể đại thể chỉ tâm của con người chỉ tương giao với đạo và tiểu thể chỉ thân thể của con người chỉ tương giao với sự vật con người thường nhật sống theo tiểu thể và quên mất đại thể khổng tử và mạnh tử muốn đem đại thể chiếm quyền hành mạnh tử ghi công đô tử hỏi cũng đều là người nhưng tại sao có người thành đại nhân và có người thành tiểu nhân mạnh tử trả lời ai noi theo đại thể của mình thì thành đại nhân, ai noi theo tiểu thể của mình thì thành tiểu nhân. Công đô tử hỏi tiếp, cũng đều là người, nhưng tại sao có người noi theo đại thể và có người noi theo tiểu thể? Mạnh tử đáp, các giác quan thai và mắt không suy tư và còn bị vật mê hoặc. Vật giác quan giao tiếp với vật sự vật, ác nó bị lôi cuốn đi. Chỉ có tâm là cơ quan suy tư. Suy tư, ác biết được đạo, không suy tư, ác không biết được đạo. Trời ban cho ta các giác quan và tâm. Nếu ngay từ đầu mình lập xong đại thể, thì sau đó tiểu thể không thể lấy đại thể đi khỏi mình được. Như vậy mình thành đại nhân. Con người thường nhật sống trong sự thống trị của tiểu thể hay dục của các giác quan. Khổng tử muốn mang con người trở về với đại thể hay đạo. Tuy nhiên Khổng tử không chủ trương bỏ tiểu thể, ông chủ trương hòa đại thể với tiểu thể và đó là trung trung là hòa hay thế quân bình không phải của hai đối cực trong vật chất mà là của đại thể và tiểu thể hay của đạo và dục của các giác quan chúng ta đã nói rằng chìm ngập vào thế giới vật chất có ba cái ác một gian trá và chiến tranh hai vất vả và nặng nề và ba nhiều cái ác khán như hận thù ghen ghét vị kỷ trung dung là giữ lại đất nhưng bỏ ba cái ác đó đi đạo trung dung như vậy hòa hợp tư tưởng suy nghĩ và tư tưởng tính toán hòa hợp không muốn và muốn hòa hợp trời với đất đem hiền thánh vào trần gian để cứu vớt trần gian trung dung mang lại một cư ngụ bình an cho mọi người sự thể như thế có xảy ra vì hiền thánh hàm chứa bao dung chính sang bờ bên kia không xóa bỏ mà cứu vớt bờ bên này